em là thánh lai dạo. Và em là người có khả năng dùng ngón tay chặt thủng hai trái dừa tươi. Yeah. Em chưa qua. Tôi nam thần xí dừa, nghề nghiệp bán dừa thượng lưu. Và tôi không dùng dao để chặt dừa, và tôi dùng ngón tay của mình để chọt thủng hai trái dừa. Harry, em hãy về với anh. Anh sẽ tọt dừa cho em uống. Đừng theo ai kia, nói nhiều mệt lắm. Tôi đảm bảo nha, từ đây cho đến khi mà chương trình này phát ra, là từ đó sau về sau là không có bồ. Đúng không? Bây giờ thí dụ như em lấy ngón tay em mà em chọt cái hầu nó có lủng không? Chọt trái dừa lủng thì cái hầu em thì chắc em chọt chắc cũng lủng luôn á anh. Nhưng mà em không có ngu. Đúng rồi. Chú chọt ngón nào? Ngón này. Dạ. Ra ngoài đời nhiều khi có ai bực bội, gây mình bực bội, nhiều khi chú có dùng cái này chú chọt vào mặt người ta không? Cái ngón tay này để đi kiếm lúa là kiếm tiền, cho tại sao phải chọt họ làm gì? Chỉ là một sinh viên trường nhạc, không phải là người học thủng một trái dừa, nhưng mà có thể dùng ngón tay chọc thủng rốn của Trấn Thành. Nói là tôi là người có thể chọt trái dừa là ổng đẩy ngón tay cái mình biết là ổng liền à. Thấy trái dừa là ghét nó hay sao cứ.